cùng bạn đọc sách xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, giáo dục trong gia đình là bước đầu tiên quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của con trẻ. Bên cạnh việc dạy trẻ về giao tiếp ứng xử hay tìm hiểu về thế giới xung quanh, thì xây dựng cho trẻ đức tính chăm học và ham mê đọc sách từ nhỏ là rất cần thiết. Trong đó, đọc sách chính là một thói quen tốt giúp trẻ phát triển trí tuệ, hỗ trợ việc học tập ở trường đạt kết quả tốt hơn. Hơn thế, đọc sách giúp trẻ có được một nền tảng tư duy vững chắc, một tâm hồn giàu cảm xúc, những yếu tố cần thiết để trưởng thành trở thành một con người hiểu biết và nhân ái. Nhằm giúp các bậc cha mẹ khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con từ lúc bé thơ cho đến khi trưởng thành, Thư viện thành phố Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu quyển sách Nuôi dưỡng một người đọc tí hon của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Minh do nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2018. Sách gồm 282 trang, chia sẻ cách xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ trong gia đình qua các nội dung gồm nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con, chọn sách và đọc sách cùng con, phát hiện và nuôi dưỡng tiềm năng qua đọc sách, cách đọc mỗi cuốn sách, đọc mà chơi, chơi mà đọc. Sách giúp nhận biết những điều đang diễn ra trong hành vi đọc của con người nói chung và của trẻ nói riêng, hiểu được việc đọc tác động lên não bộ như thế nào, những yếu tố tham gia vào quá trình đọc của trẻ, những trở ngại mà trẻ đang gặp phải trong 10 năm đầu tiên của hành trình học tập suốt đời, những thay đổi kỳ diệu sẽ bắt đầu từ 20 phút đọc sách mỗi ngày. Đây là những điều mà các bậc cha mẹ cần phải hiểu rõ để có thể đồng hành và hỗ trợ trẻ trong suốt chặng đường dài nuôi dưỡng một người đọc tí hon. Sách hướng dẫn những phương pháp giúp trẻ dần làm quen với sách và yêu thích đọc sách, cụ thể như cách xây dựng một góc đọc sách đáng yêu trong nhà, cách đọc sách cùng con và chọn sách cho con theo từng lứa tuổi, giới thiệu cách đọc những loại sách khác nhau như sách tranh, sách văn học, sách khoa học, sách kỹ năng sống, gợi ý những trò chơi với sách để con trẻ thêm hứng thú. Đặc biệt, sách hướng dẫn cách giúp trẻ đọc sách bồi dưỡng kỹ năng sống. Để đọc và thực hành tốt loại sách này, tác giả đưa ra một số gợi ý sau: quan sát, lắng nghe và dự đoán những vấn đề thách thức mà trẻ đang hoặc sẽ phải đối diện trong cuộc sống theo độ tuổi. Cùng con trẻ lựa chọn những cuốn sách phù hợp, giúp con giải đáp băn khoăn của mình. Khuyến khích trẻ đọc và tóm tắt, ghi chép lại nội dung cuốn sách. Thảo luận với con trẻ về những nội dung trong cuốn sách. Cùng con xây dựng bản kế hoạch thực hành, trong đó nêu rõ mục tiêu con hướng tới là gì, cách thức thực hiện, thời gian, kết quả, các phần thưởng nếu thực hiện tốt. Ghi nhận và khích lệ mỗi khi con đã thực hiện thành thục một kỹ năng nào đó. Đối với loại sách kỹ năng, đọc thôi chưa đủ, các bậc cha mẹ hãy cùng con vận dụng và thực hành nó hàng ngày bằng sự kiên nhẫn và lòng yêu thương. Cuối quyển sách, tác giả khẳng định, đọc thực chất là một quá trình đối thoại và tương tác, là xuất phát điểm của vô vàn những ý tưởng sáng tạo, những chất vấn và hoài nghi. Đọc thắp lên ngọn lửa của trí tò mò và lòng ham hiểu biết nơi trẻ. Khi chúng ta đặt vào tay đứa trẻ một cuốn sách, ta đã trao cho chúng cơ hội để thay đổi cuộc đời theo cách tốt đẹp nhất. Các bạn thân mến, bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu với nhiều hình ảnh tư liệu minh họa chân thực, quyển sách Nuôi dưỡng một người đọc tí hon thật sự là món quà ý nghĩa dành tặng cho các bậc cha mẹ, những người đầu tiên nhen nhóm niềm yêu thích đọc sách và quý trọng sách cho con trẻ. Điều này được ví như trao chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa đến với thế giới tri thức diệu kỳ, giúp trẻ khám phá những tiềm năng vốn có của bản thân để tự tin trưởng thành và thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhằm giúp các bậc cha mẹ khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con từ lúc bé thơ cho đến khi trưởng thành,